xin chào anh em nhé. Thì hôm nay là ngày 12 tháng 5 anh em nhé. Thì hôm nay em Hưng lại tiếp tục trả hàng cho 6 khách ở 6 tỉnh thành khác nhau. Thì hôm nay là trả chuyến hàng này cho anh em miền Nam anh em nhé. Hôm nay có hai bé chim thi anh em ạ, hai bé chim thi cũng khá là cao tiền anh em ạ, và hai bé cà phê dàn cứng anh em nhé. Đó, và hai bé bổ hít với yếu Lạng Sơn. Đó, thì anh em cần những con hàng cà phê đây anh em nhé, anh xem đây. Đây, nhà em rất là nhiều cà phê luôn. Đấy, cả bên này đây anh em ạ. Đó, anh em xem đây. Đấy, rất là nhiều hàng cà phê và có chip thi anh em nhé. Đó, anh em cần những con hàng như nào thì em đều có. Và anh em đây, đây là những con hàng bổ VIP với đỗ Lạng Sơn. Đấy, anh em xem đây, rất là nhiều luôn anh em nhé. Đó, toàn là hàng bao VIP, bao chất lượng luôn anh em ạ. Bộ to, bộ củng. Đấy, thì anh em cần những con hàng như nào thì liên hệ trực tiếp cho em Hưng. Thì hôm nay em Hưng sẽ lên cho anh em hai siêu phẩm anh em nhé. Đấy, hai siêu phẩm dàn cứng luôn anh em ạ. Đấy, và một bé chim dân bản anh em ạ, một bé chim dân bản phí cực kỳ là yêu thương thôi. Đấy, để chia sẻ lại cho anh em để anh em về chơi chăm sóc. Rồi anh em xem clip nhá. Rồi ok, thì hôm nay em giới thiệu đến anh em một siêu phẩm anh em nhá, một siêu phẩm dàn cứng luôn anh em ạ. Đấy, siêu phẩm dàn cứng luôn. Đấy, đánh dàn cực kỳ là tốt, cực kỳ là gấu luôn anh em ạ, bung xòe mãn nhãn luôn. Em giới thiệu đến anh em chú chim hôm nay là chú chim siêu phẩm màu lân anh em nhá. Đấy, siêu phẩm màu lân anh em xem đây, đầu to, họng bo, mắt trố lồi. Đấy, màu thì siêu lân luôn. Đấy, gáy ngựa anh em nhá, bộ thì bộ khủng long luôn rồi anh em ạ. Đấy, bộ cực kỳ là to luôn anh em xem đây. Anh em nói em nó chơi thì mãn nhãn rồi anh em ạ. Đấy, chú chim này em tét dàn cứng luôn rồi anh em ạ. Đấy, tét dàn cái tiếng rưỡi chơi thì cũng là mát máy luôn rồi anh em ạ. Đấy, thì chú chim này gốc là gốc ở Lạng Sơn em nhá. Đấy, gốc Lạng Sơn, núi đá Lạng Sơn. Đấy, anh em nhìn xem cái bóng bộ tướng tá con chim này, đúng là em chấm chú chim này 10 điểm luôn anh em ạ. Đó, chú chim này không có điểm để chê luôn. Đó, thì chú chim này là năm nay là vụ thứ 3 rồi anh em nhá. Đấy, năm nay là vụ thứ 3 rồi. Giọng cực kỳ là hay luôn anh em ạ. Chim Lạng Sơn giọng cực kỳ là hay luôn. Đấy, anh em xem này, bóng bộ đây, bóng bộ cực kỳ to chim, bộ cực kỳ là lực luôn. Anh em xem này, pháo cầu to, cầu cao. Đấy, bộ cực kỳ là lực luôn. Đó, thì em đặt cho chú chim này mã là C7 anh em nhé. Đấy, đem báo giá công khai luôn, phí là 4.800.000. Đấy, anh em nào bổ kết thì nhấc điện thoại lên alo trực tiếp cho em Hưng để em Hưng kết nối và chia sẻ lại cho anh em chiến binh này về anh em đi giàn giáo, anh em chăm thêm, anh em đi để về đi thi thố anh em nhé. Đấy, thì anh em chốt chiến binh này về anh em chăm thêm tầm một tuần hoặc là chục hôm, anh em chăm thêm đi thi test vé giải 300 luôn anh em ạ. Đấy, thì em này hoàn hảo luôn anh em ạ. Nhưng mà em này rất là tiếc, thì em này bị mất một móng, bị cụp mất móng anh em ạ. Đấy, thì em thông báo luôn là em bị cụp mất một móng, thông báo luôn để em biết lỗi luôn. Đấy, thì em có phí là 4.800.000. Anh em là bổ kết thì alo trực tiếp cho Hưng anh em nhá. Đó, thì đến em thứ hai thì em đặt cho em nó là mã C8 anh em nhá. Đấy, báo luôn giá công khai là 2.800.000, là 2.200.000 anh em nhé. Đấy, em ấy ở lồng thái giữa anh em nhé. Đấy, lồng thái áo đỏ kìa. Đó, thì con chim này chỉ là con chim dân thôi anh em nhé. Đấy, con chim này em bởi vì em đi bắt chim, bắt vào dân bắt chim thì tình cờ lại gặp được chú chim này, thì em cũng bắt về để cho anh em, nói chung là em đăng lên thôi. Thế anh em nào ưng thì em chia sẻ lại cho anh em. Đấy, thì chú chim này cực kỳ là gấu luôn anh em ạ. Đấy, em nói luôn là chú chim này em bắt là chú chim ăn cám gà, em test làm chơi một tiếng. Đấy, bộ gọi là bộ khá ok anh em ạ, bởi vì em zoom gần đấy, em nói rõ luôn cho anh em luôn. Đấy, bộ chim này ok, nếu căn bản em bắt cái lết của chú chim này lết cực kỳ hay luôn anh em ạ. Màu thì cũng chỉ là màu hơi đá lân thôi, hơi đổ thôi anh em ạ. Đấy, màu hơi đổ thôi. Đấy, chú chim này được cái rất hay, như thi thoảng chơi thì lại đuôi hơi xòe anh em ạ. Đấy, thì em lại nói chung là vào dân vào bản bắt được chú chim này thì cũng ưng anh em ạ. Đấy, thì đăng lên cho anh em nào bổ kết thì alo trực tiếp cho Hưng. Đấy, phí là 2.200.000, mã C8 anh em nhá. Đấy, chú chim này được 2 vụ. Đấy, chim sạch tinh, ăn cám gà dân nuôi. Đấy, 2.200.000, anh em nào bổ kết thì alo trực tiếp cho Hưng qua số điện thoại trên hình, số điện thoại có ở Zalo anh em nhá, anh em kết bạn Zalo cho Hưng. Đó, chim cũng là chim Lạng Sơn luôn anh em ạ. Đó, thì em rất cảm ơn anh em đã bỏ chút thời gian ra xem hết video của em Hưng, thì rất kính mong anh em là cho em Hưng một nút đăng ký kênh và một nút like để em ra nhiều động lực, ra nhiều video mới và săn được nhiều hàng cho anh em. Anh em cần những con hàng VIP, con hàng chim thi, chim dàn